Cơ quan chức năng đã bắt được 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh cướp xe của nữ công nhân môi trường hôm 3 tháng 8 tại phường Đại Mỗ. Chiều 5 tháng 8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt thêm 2 đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường. Hai đối tượng được làm rõ là Trương Thiên Bình sinh năm 2003, trú phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội và Lê Minh Khánh sinh năm 2002, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ việc, đồng thời thu giữ tang vật của vụ án. Danh tính hai đối tượng là Bùi Quý Dương, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, và Trịnh Minh Hiếu, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 2 tháng 8, Dương Hiếu đã cùng Khánh và Bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Các đối tượng về nhà Khánh lấy hung khí, một kiếm, bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 phường Đại Mỗ, phát hiện chị lao công đang dọn vệ sinh môi trường. Quan sát thấy vắng người, các đối tượng đã tiếp cận, thực hiện hành vi cướp tài sản. Như tin đã đưa, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8, nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm đi thu gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ. Khi xuống dốc do xe rác nặng không kéo được, chị Trâm đi xe máy biển kiểm soát 35N1-5297 xuống chỗ bằng phẳng đổ xe, rồi quay lại kéo xe rác xuống để gom rác về điểm tập kết trên địa bàn. Khi nữ công nhân môi trường đang quay xe đi từ hướng ngã ba biển sắt ra hướng quận Hà Đông, thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy không biển kiểm soát chặn chị lại. Một đối tượng nhảy xuống khống chế chị Trâm cướp chiếc xe máy. Chiều tối 4 tháng 8, chị Lê Thị Trâm sinh năm 1982, nhân viên tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết. Đến nay, chị đã được tặng 4 chiếc xe máy. Đầu năm 2021, khi được nhận vào làm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco, cuộc sống gia đình chị mới ổn định được phần nào. Để có phương tiện đi lại, vợ chồng chị quyết định lấy chiếc xe máy với hình thức trả góp. Sáng 4 tháng 8, Công an quận Nam Từ Liêm sau khi nhận tin báo về vụ việc đã trao tặng một chiếc xe máy cho chị Lê Thị Trâm. Chiếc xe máy mới được đóng góp bởi cán bộ chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm khi biết được hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ này. Việc mong muốn tặng quà cho nữ công nhân môi trường là sự mong muốn động viên chị vượt qua khó khăn áp lực công việc để tiếp tục làm đẹp đường làng phố xá, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết. Cũng trong ngày 4 tháng 8, chị Trâm còn tiếp tục nhận thêm được 3 xe máy nữa từ các mạnh thường quân. Tuy nhiên, nữ công nhân môi trường tặng lại 2 xe cho 2 đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn khác. Chị Trâm chia sẻ, các đồng nghiệp của mình đều khó khăn, nhưng trong tổ làm cùng, có 2 người khó khăn hơn cả. Một người cũng bị cướp xe đêm hôm trước và một nam lao công có xe bị cháy, đến nay cũng chưa có phương tiện đi lại. Trước đây, hai vợ chồng tôi đi chung một chiếc xe. Vì tôi thường làm ca đêm, còn chồng tôi làm ban ngày, nên tôi xin giữ lại 2 chiếc xe máy, một chiếc cho tôi và một chiếc cho chồng tôi đi làm, chị Trâm bộc bạch. Chị Trâm cũng gửi lời cảm ơn đến Công an quận Nam Từ Liêm và các mạnh thường quân, sự giúp đỡ của mọi người và thông báo ngừng nhận hỗ trợ bởi còn nhiều mảnh đời khó khăn hơn.